Xin chào tất cả các bạn. Ngành công nghiệp giải trí ngày càng phát triển. Chính vì vậy, người tiêu dùng không còn lo lắng về việc thiếu hụt nội dung. Thay vào đó, họ quan tâm nhiều vào thiết kế TV có thể hài hòa với không gian sống của mình. Là hãng TV số 1 thế giới trong suốt 14 năm liên tiếp, Samsung với sự sáng tạo và đổi mới không ngừng đã cho ra mắt rất nhiều dòng TV mang tính đột phá. Trong đó không thể không kể đến dòng TV Lifestyle, phong cách sống. Đầu tiên là chiếc TV The Frame, bật lên là TV, tắt đi là khung tranh. Thứ hai là chiếc TV The Sheriff, một chiếc TV với thiết kế hài hòa với tất cả không gian nội thất. Thứ ba là chiếc TV xoay The Zero, cho phong cách sống năng động. Và đây, chiếc TV QLED ngoài trời đầu tiên trên thế giới. Và trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những điều đặc biệt bên trong sản phẩm The Terrace. The Terrace được trang bị công nghệ QLED cho phép thể hiện hơn 1 tỷ màu sắc chính xác 100% với chuẩn DCI P3, cho ra những màu sắc sống động như thật. Với độ phân giải 4K cho phép thể hiện các hình ảnh sắc nét hơn cùng với độ sáng 2000 nits, giúp thể hiện các thước phim HDR một cách ấn tượng nhất. Hứa hẹn sẽ đáp ứng các nhu cầu giải trí khắt khe nhất của bạn. Vì đây là chiếc TV đặt ngoài trời cho nên The Terrace được trang bị khả năng kháng nhiệt để chống lại những thời tiết oi bức nhất, và khả năng kháng bụi để không ảnh hưởng tới những bo mạch ở bên trong, và đặc biệt là khả năng kháng nước với chuẩn IP55, giúp chiếc TV luôn an toàn khi nước hồ bơi văng lên hoặc lỡ tay hất nước vào, thậm chí là những cơn mưa nhẹ. Đây là chiếc TV ngoài trời đầu tiên trên thế giới là TV thông minh với kho ứng dụng phong phú và phổ biến, đáp ứng mọi nhu cầu giải trí của bạn, và đặc biệt là các ứng dụng độc quyền dành riêng cho TV Samsung tại Việt Nam. Với sự xuất hiện của chiếc TV ngoài trời The Terrace, Samsung đã giúp cho người tiêu dùng không còn bị giới hạn việc giải trí ở trong nhà nữa. Không gian giải trí bây giờ đã được mở rộng ra bên ngoài như hồ bơi, sân vườn và khu vui chơi trẻ em. Nếu bạn muốn nâng tầm cuộc sống và mở rộng không gian giải trí, hãy chọn Samsung The Terrace. Quang Duy từ phòng huấn luyện Samsung AV.